Đấy, ok. Nó 50 đi. Nào, anh, chơi. Anh đủ tự tin này. Chơi 20 quay về lại 30 đi. Đúng không? Nếu mà được là còn được 100 quay về lại. Ừ, nói này. Bởi vì đã cũng giúp này. Đấy, hai cháu là công cảm. Ừ, ok. Còn là vui là chính thôi. Ôi giời, cái đổ ấy. Đúng rồi. Sao hết bác rồi. Đây. Nếu mà chơi đưa 50 thì bác đổi cho. Đây, 50 nhá. Đấy, bác đổi rồi. Chơi ở lịch sự. Chơi 50 và được 20 nhá. Ừ, okay. Chơi 20 nhá. 20 cho đúng 100. 20 nhá. Chiến nhá. Đâu, quý vị đi. Ok, đây nhá. Còn máy nhá, còn gạt tay luôn này. Quá nét, bắt tay con này. Ok, con đừng có mấy. Đây này, bác đẩy tiền. Không? Không đi. Ôi, mày hơi nhầm này. Mày hơi nhầm nhỉ? Nhỉ? Bác rồi đi hơi nhầm đấy. Cố lên. Được là lĩnh trưởng chỗ. Ok. Anh đừng đạp bên này nữa. Ôi, hẹn quá, anh hẹn quá. Bên này đi, ông thử một lần này. Đây con thử nhá, ok luôn này. Thấy chưa đấy? Có cái được cái thua. Các cháu chỉ thua có 30.000 nữa bác ạ. Thua 100.000. Anh đưa được 20 ấy. Anh đang đưa 20 một cái. Ok. Nào. Ok. Đưa số thẻ. Cho đây đây của bạn. Đây ra được, em ra đấy luôn này. Được rồi, bắt bắt tay con này. 100. Không phải nghĩ nhá. Đấy. Chơi lịch sự luôn, ông chơi lịch sự năm mới mà. Có còn tiền thật đấy nhá, không phải tiền giả. Ra ra. Đưa 50 đi chơi ra được 300. Vâng, vâng, 20 đi. Chơi lịch sự, nếu mà con chơi 50 con được 300. Ui, đang đưa 50 được 300 về. Đôi 50 đi, cho 50 đi. Mà bởi vì 50 có tiền mình đâu tiền nào, ông. Đúng rồi, thế ông ấy mà. Đúng rồi. Không ra đi. Thả đi ra ơi, cố lên cậu. Được rồi, cháu lên. Thả đi. Giang hơi nhẹ rồi nhá, con thua. Tôi phải Giang. Không, đấy là gì đấy. Đấy tên là Giang. Ừ, thì bà cứ gọi thế. Gọi là vui để chị. Hai chục ra. Anh cho em thả nhá. Rồi, ok. À, hai chục. Không đây của bạn mà. Con phải hỏi bạn. Cháu là chị. Ừ. Đây là chị mà. Nếu mà ơ, ừ, nếu mà em nó cho cháu mượn, Thôi không thì mượn. Ông thu nhiều lắm, sáng ông thu gần chục triệu. Ông chơi trên thuần. Sáu nghìn. Các cháu chơi thì mới chơi thôi. Đấy, ok. Ông ơi, cái này ra mà hai chục ấy lỗ đi, chục mà. Ra chơi hai chục lỗ đi. Răng được cho bạn này 10 tuổi phát. 10 nghìn chơi được 100. Không. Đấy, ok. Cháu con lúc 6 nghìn cho. Thằng này là cái chơi vui không? Chơi. Đấy, 20 được 100 nhỉ? 6 nhập này, cho con thử cái 5 rồi. Ok. Đấy, ok đi. Tuyệt vời luôn, đúng không? Nè, chỉ trừ cháu phải nhầm mắc này là thua rồi. Đúng không? Ông thử thả ở đây đi ông. Không. À, chào ông Anh. Em đây, ta thả không? Dịch, em không muốn vào. Gửi 20 cho thả thôi. Ra cho 20 đi ra. Đúng rồi, đến điểm này là chốt mình. Chuối 20 đi ra. Ra cho 20 đi. Ờ, ok. Đặt đấy đi, cho đặt thả, cho đặt thả. Nói luôn. Cho đặt thả đi. Đặt đây, phải không phải hỏi em. Để cho. Nhất trí chưa? Ừ, nhất trí. Không mất thôi nha. Ờ, phẩm này con gà tay nhá. Đấy, đấy, ông này thua 100 rồi. Không, từ từ, cãi thua gần triệu đây rồi. Ôi, cháu nhà ông đi, cứ cửa cháu đi rồi. Không giải quyết à? Nếu các cháu không có, ông vẫn ok luôn một tuổi. Nhưng mà... Ông ơi, ông đổi, ông đưa được 2 đứa 20 và 10 nghìn. Được rồi, được rồi, ok. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 nha. Ừ, ông đổi nha, đây ông đổi các con nha. 2 này, 4 này. Ok. Vâng, đừng có nhầm lẫn. Mấy rồi con? À 2 chục 4 chục. À rồi một tờ nữa rồi. Ok, đủ chưa? Ừ. Đấy, đổi đổi. Đấy, đó là 5 này mà. Ừ. Máy nhá. Chơi 2 chục nha. Có máy chưa? Đấy. Ờ rồi. Anh đã cho đi lấy 100 nghìn này không? Cứ bình tĩnh bình tĩnh. Đâu có rồi. Ai tính được hết. Ờ. Ông ơi. Ơi. Ồ, ok, bắt đầu, đưa giả em. Đâu đây là một tiền anh nhìn cháu đưa mà. Sao này có 10 nghìn này? 20 nghìn đây. À, chơi lịch sự nhá, chơi lịch sự luôn. Không tiền giả nữa rồi, ồ, ok. Thế được nhau của con. Sao cái này nó rất đều ấy. Không phải, không biết đều. Chỉ được mấy lần để chị để nói là đều. Em à, chúc sức khỏe nhá. Ok. Anh vừa ở ngoài kia, anh chạy về đây.
đây này, ông bác đánh ở đang ở Lạc Khê đấy nha, bác bổ như này này các cháu nhá, các cháu này 1, 2, 3, 4, 5 chỗ, nếu cháu đặt nhầm này là cháu thua, nhưng mà cháu đặt cẩn thận nha, hơi xoáy đây là ok luôn này, đấy nó chén luôn. Đằng này đấy như mày đó. Đấy, thôi thôi chứ. Chúng mày bác thua 400 rồi. Chơi 50 đi được 300 rồi. Ok. 6, 20. Thôi làm 50 bạn. 20. Thế cháu chơi 30 thì không, mà chơi 20. Ok chứ. Nếu mà được nhá. Nếu mà được mày lấy tất chỗ đây nhá. Đấy, ok. Đấy, cứ vương đi. Ôi giời, ngỏng bét đi. Ôi giời, bọn cháu thua không? Đâu, ông thua mày được. Ông thua 600. Ấy, cái tên chẳng thua 600.